Cô và Ngọc Diệp xin kính chào quý cô bác anh chị gần xa thân mến. Theo như cái ở trên chương trình đó thì Ngọc và anh trai cũng đã lên tuyên bố và sang năm để mình tiến tới hôn nhân. Thì hôm nay thì Sài Gòn Ngọc Diệp cũng tới đây để quay cái chỗ cái nhà của hai em, cũng đã mướn được ở đây nè, cũng gần ngay cái ngã tư nè cô chú anh chị. Ở ngoài đây cũng rất là tiện tiện để buôn bán nè. Đây, nó đẹp ha, giờ mình coi xung quanh nè ha. Bên đây là đồng lúa nè. Đó, tàu ở đây cũng có con đường nhựa nè. Giờ đây là trước mặt cô chú anh chị là nhà của Ngọc đây nè. Nhà này nhà thuê nha. Nhưng mà cũng mừng cho em nó cũng thoát được cái căn nhà tối tăm. Giờ Sài Gòn Ngọc Diệp cũng sẽ vào bên trong hỏi em ha. Khang tràn quá. Này thì coi em nó chuẩn bị buôn bán gì đây. Ngọc ơi, dạ. Ngọc ơi. Dạ chào hai anh. Rồi. Dạ, mời hai anh vô. Hồi nãy em cũng chân trần cũng nói tụi anh xuống nhà chơi á, hỏi thăm nó thì giờ tụi anh tới nè. Dạ. Rồi. Tới rồi, giờ Ngọc có thể nói cho tụi anh biết coi. Rồi, thì bây giờ Ngọc sẵn tiện đây giới thiệu nhà này của mình đi, rồi xong lên tụi anh sẽ hỏi một số việc nha. Dạ. Rồi Ngọc dẫn tụi anh đi coi vòng vòng cái nhà đẹp quá Ngọc. Dạ, em mời anh. Rồi. Mới về được mấy bữa rồi? Dạ em về được 3 hôm rồi anh. Ừ, 3 hôm rồi ha. Dạ. Đây thì chỗ ngủ tạm thời của em. Tại vì nhà mướn cho nên còn bề bộn lắm anh. Rồi, chỗ ở dạ. Tạm thời ha. Ở đây là nhà vệ sinh. Rồi, ơi, đừng tắp vô nhà vệ sinh. Em chưa chửi chứ. Dạ, ở đây là cái gian bếp. Còn đây là trên gác đây, hai đứa con. Gian bếp ha, dạ. Đã ha. Gác rộng ha. Dạ gác rộng anh, trên gác của hai đứa con ở. Rồi hai đứa con ở em. Ủa ba đứa, còn đứa kia đâu Ngọc? Dạ đứa kia vẫn ở với bà ngoại em. Rồi bây giờ lên trên để tụi anh hỏi thăm cho. Đây dạ. Nhìn đi ra nè cô chú anh chị. Chắn cái tủ ở đây để cho mình ngủ đây ha, cũng tiện dạ, quá dạ. Ha. Hai mốt mua cái rèm á cho nó nhanh gọn luôn. Rồi dạ. Ra đây. Rồi Ngọc ơi, em nãy em nói là em về đây cỡ tầm 2-3 ngày hả Ngọc? Dạ. Cái nhà này là mình thuê được bao nhiêu Ngọc? Dạ bao này em thuê 3 triệu tháng rồi. 3 triệu tháng ha. Dạ. Ngày ngày mặt tiền luôn. Dạ. À, hôm nay cũng mừng cho Ngọc nha, được thoát được cái cảnh mà trong bóng tối vậy ha. Dạ thì ở trong trọng thì nó tối không có điện đuốc rồi con em học bài không được. Thì em cũng cố gắng em thu xếp em thuê cái chỗ ngoài đây để cho con em tiện đi học, có đèn đuốc cho nó học bài. Với lại qua tới thì em định mở quán ăn anh. Anh cảm nhận thế nào khi mà anh thấy Ngọc bên trong căn nhà mà tối tăm như vậy, không có điện nước rồi luôn anh? Rồi tiếp anh. Mình thấy chỗ ở chỗ Ngọc thì lúc trước á là không có đèn, con tối con có học bài nó cũng học không được, ảnh hưởng tới tương lai sau này. Mình cũng cố gắng mình nó cũng không phải là nó thoải mái lắm đâu, nhưng mà mình sẽ dập đường đi đi rằng mình cố gắng hơn. Đây là cái khởi đầu mà đến dẫn đến sự thành công của anh Thơ khi mà lên chương trình hãy quen Ngọc nghe cô chú anh chị. Đây là cũng là một cái mà minh chứng để cho các anh sau này mà muốn mà làm quen được một cái cô gái nào đó thì mình phải biết ga lăng một xíu ha. Không phải là chương trình suối quậy, thật sự ga lăng là cái của bản tính của người đàn ông rồi. Mình không biết ga lăng thì mình cũng sẽ thất bại phải không Ngọc? Yeah. Rồi anh Thơ cũng đã đi trước bước thì anh Thơ cũng đã thành công. Anh Thơ có điều gì nói với khán giả không đây? Sao mà lấy được trọn trái tim của Ngọc hay gì? Thì trong quá trình tìm hiểu thì nói chung là nó cũng có giai đoạn đầu thì nói chung Ngọc cũng không có đủ lòng tin đó. Thì hai đứa cũng cố gắng duy trì mà trao đổi nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn. Rồi anh Thơ cũng đã động lòng khi mà thấy Ngọc ở trong một căn nhà tối tăm. Thì cũng đã hướng Ngọc ra tới ngoài đây, ra ngoài đường lộ luôn, không nói chi nhiều. Để mình ý định của mình sắp tới ra đường lộ này là mình thuê nhà này để mình bán buôn gì Ngọc, nói đi Ngọc. Dạ em định mở quán ăn anh. Quán ăn hả? Dạ. Quán ăn ra, quán ăn nhỏ nhỏ không?
Dạ, quán ăn nhỏ nhỏ em mở bán lẩu bò mang đi á. À, lẩu bò mang đi, có bán nước mía gì không, nước ngọt gì không, chắc cũng phải tận dụng chứ. Dạ. Rồi anh Thơ, anh từ An Giang anh lên đây mệt lắm anh Thơ. Cái công việc của mình đi phải sắp xếp anh Thơ. Dạ đúng rồi, nhưng mà vì tương lai với tìm một nửa của mình á, nó phù hợp á, thì mình cũng có chấp nhận thôi. Rồi, thì chương trình Sài Gòn Ngọt Diệp cũng chúc cho hai người được sớm nên duyên vợ chồng và sống đến răng long đầu bạc nha. Quan trọng là phải làm ăn có điều kiện kinh tế mới nuôi được con cái ha. Rồi chuẩn bị là tính đẻ chưa, tính sinh chưa? À, có tính sinh nữa không? Chắc đủ rồi. Thiệt đủ không cái trời, hai người cũng phải kiếm của riêng mình chứ. Còn một không được thì hai không được thì ba không được thì quay về một, đúng không? Kiểu này chứ không biết chịu nổi không nữa. Rồi thì tụi anh tới đây cũng có gì để quay cho quý vị khán giả biết là cái nơi ở ổn định của Ngọc. Dạ. Và hai mẹ con trong đó, nói chung ba người nhưng mà được người thì bên ngoại nuôi ha. Dạ. Thì còn hai đứa theo Ngọc thì làm mẹ phải có trách nhiệm, còn dạ, làm cha thì thương mẹ thì phải bế luôn hai đứa con của mình. Dạ. Đó là vấn đề để giúp cho Ngọc vượt qua những khó khăn này. Thì Ngọc cũng có một cái sự bước tiến mới. Hôm nay Sài Gòn Ngọc Diệp tới đây để quay và cho quý vị khán giả xem em Ngọc, thử coi em Ngọc ba đứa con mà có ai dám vô không. Ba đứa mà lại có người dám vô mới hay chứ. Cho nên người ta mới tiến tới mẹ, các mẹ đơn thân dù là nhiều con vẫn còn một cơ hội để cho mình hả Ngọc. Dạ. Rồi nếu mà Ngọc không lên chương trình thì giờ này chắc là Ngọc cũng còn trong bóng tối ha. Dạ. Lần đầu tiên mà anh thấy Ngọc lên, trời ơi, thiệt tình. Cái tiêu chí đó anh thấy ai nghe ai người ta cũng chạy hết. Yeah. Riêng mà có người dám đâm đầu vô mới hay chứ. Anh lúc đầu anh coi anh thấy sợ không? Nói chung là cái này mình thật sự là mình có duyên số thôi. Mình cũng xem thì xem cũng nhiều lắm, nhưng mà mấy cái clip kia thì mình xem lướt thôi. Tới clip này là coi toàn bộ luôn hả? Bắt cua bắt ốc luôn hả? Nuôi vịt luôn hả? Ghê thiệt, quá dữ dằn. Thì các cô chú anh chị thấy không, những cái hoàn cảnh như vậy nè thì tụi em quay nó cũng chung với chủ đề của tụi em trên chương trình luôn, quý hoàn cảnh của mẹ đơn thân như thế nào đó, thì tụi em quay trọn bộ chứ không phải là tụi em câu view hay gì, cũng muốn cho Ngọc được mọi người giúp đỡ xíu, với lại là nhiều các anh coi hoàn cảnh của Ngọc hàng ngày sống như thế nào, tụi em mới quay vậy chứ không tụi em đâu đi quay tùm lum tào lao vậy. Thì mục đích là để cho Ngọc được cô chú anh chị biết nhiều và các anh biết nhiều hơn. Như anh này nè, thấy coi trọn bộ mới lên chứ mà coi có mình ngồi nói chuyện trên đó rồi anh cũng không dám lên. Anh có biết thật sự là khổ hay không, đúng không? Rồi con cái trên chương trình cũng đâu có đâu. Nhờ tụi em tới nơi nè, quay các con vậy nè, rồi quay cái cảnh sống nè, nó mới biết là Ngọc đang ở nhà quan đúng không anh? Rồi bữa đó mình vô nhà mình thấy vậy, thấy sao? Cũng thấy xót lắm. Xót lắm hả? Quá xót luôn hả? Kế bên có căn nhà quan đó, người bên. Rồi giờ cũng cuối chương trình rồi, tới đây thì cũng thấy em cũng yên tâm rồi, để cho chương trình anh có thêm cái động lực giúp đỡ cho biết bao nhiêu người phía sau nữa, không phải chỉ riêng mình Ngọc đâu, các mẹ đơn thân khác hãy cố lên nha, đừng có mặc cảm. Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác vẫn còn mở ra ha, đón chào đón mình hả Ngọc. Dạ. Rồi bây giờ em nói lời gì cuối cùng để cho anh khép cái chương trình này lại, là anh chốt luôn là em với lại là anh Thơ cũng như lên công khai rồi, tới đây cũng yên ổn rồi, để cho bà con biết cái còi. Dạ thì em lên chương trình em tìm một người đồng cảm thôi, để cùng nhau vun đắp, nhưng mà em cũng may mắn em tìm được người như ấy. khoái trời ơi, như ấy hả? Như ấy hả? Như ý hả? Dạ. Rồi bây giờ nếu mà Ngọc mà thích anh Hơ mà muốn tiến tới hôn nhân thì sớm sớm đi nha, qua Tết sớm sớm đi để tụi anh còn quay được cái rồi nhớ nha. Rồi thôi bây giờ hai người chào quý vị khán giả cái đi, kết thúc cái coi. Rồi Ngọc trước đi. Dạ thì
Ngọc cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem qua những cái clip của Ngọc, thì mong rằng tất cả cô chú anh chị yêu thương đừng có ném đá, tại vì lúc mà kết nối với anh Thơ rồi Ngọc mới xin dừng chương trình. Rồi Ngọc cũng chúc cho năm mới tất cả các cô chú anh chị gần xa được dồi dào sức khỏe, thành công trong mọi lĩnh vực. Rồi anh Thơ, chào quý vị khán giả luôn đi. Dạ chào ông bà cô chú, chúc ông bà cô chú năm mới hân hoan vinh dự, được nhiều sức khỏe. Rồi chừng nào mà đám cưới rồi mời tụi em quay cái nữa cho bà con thấy ha. Rồi ok anh, rồi nhớ nhớ làm trước vài đứa nha. Rồi rồi chào quý vị khán giả luôn nha, chào anh chào anh chị nha.